Thì theo như chú chủ chia sẻ thì nội thất trong nhà mà những cái nội thất ở trong video này á, mà nếu quý anh chị mình mà thích thì chủ sẽ để lại, còn cái gì mà chú mà người không mình không có thích mình muốn mua mới thì chú sẽ mang đi nha. Thì đó là cái vấn đề thương lượng nha quý anh chị. Em Mân ơi, xin chào cả nhà mình nha. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em Thiên Long Bất Động Sản nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại khu vực trung tâm tiện ích của khu vực phường Phước Long thuộc thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Và trục đường quý anh chị đang nhìn thấy đây là trục đường giả tự đường là đường đường là đường Trường Sa nha quý anh chị. Để em coi thử Hoàng Sa hay Trường Sa. Đường này hình như là đường Trường Sa, nó sẽ đúng rồi, đường này đường Trường Sa, nó sẽ đấu nối tới chỗ kia, sẽ giao với con đường là đường Giả Tượng. Thì nó với đấu nối với đường Giả Tượng luôn, có nhiều anh chị sẽ bị nhầm con đường này với con đường Giả Tượng. Bây giờ nó sẽ đấu nối với nhau, đi lên trên kia sẽ giao với một cái vòng xoay công viên đó, giao với đường Giả Tượng thì đi thọng thẳng là ra biển luôn. Ở đây cách biển trung tâm của thành phố Nha Trang á, là chỉ có 1,2 km thôi, đi chưa tới 2 phút là quý anh chị đã di chuyển ra tới biển rồi. Quý anh chị có thể tắm biển được ở đó rồi, chỗ đó là ngay chỗ có bãi tắm công viên thanh niên, có một cái bãi đậu xe ô tô rất là rộng lớn luôn đó. Quý anh chị mà có nhà ở đây thì mình mà ra đi đó tắm biển rất là gần luôn quý anh chị đó. Và khu vực này là khu vực tiện ích xung quanh đó, khu vực trung tâm tiện ích của khu vực phường Phước Long này, Bách Hóa Xanh này, rất rất nhiều các cửa hàng đó, Vinaphone rồi bưu điện, nhà thuốc đó. Đó dưới chỗ kia, ngay chỗ ngã ba kia sẽ có cái chợ, đó là chợ, đó là chợ Bình Tân nha quý anh chị đó. Và hôm nay thì em có dịp đi qua khu vực phường Phước Long để em quay và giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị mình một căn nhà nha. Một căn nhà nó nằm cách cái trung tâm tiện ích như chợ Bình Tân đó, và khu vực này chỗ kia có cái bệnh viện đa khoa tâm trí nữa nè đó, thì cách đây chỉ có là khoảng 600m thôi quý anh chị đó. Để em quay cho quý anh chị xem là khu vực tiện ích như thế này là quý anh chị thấy có đáng sống không nha. Đó, đi bộ là ra tới chợ đó, chỗ kia có bệnh viện nữa. Để quý anh chị mà có nhu cầu mà mình muốn khám sức khỏe định kỳ cho gia đình thì cũng rất là gần luôn đó. Còn không quý anh chị muốn đi bệnh viện cao cấp hơn thì có bệnh viện đa khoa Vinmec của bác Vượng ha, cách đây là khoảng 2,5 km ha. Đó đây em quay tiện ích cho quý chị xem nha. Ở chỗ này có chợ Bình Tân nè đó. Thì căn nhà mà em muốn giới thiệu cho quý chị hôm nay thì nó sẽ nằm ở trong hẻm Đông Phước. Thì căn này có con nhà này chỉ có đơn giá chưa tới 2 tỷ cho quý anh chị, cụ thể là 1 tỷ 999 triệu. Thì căn này lúc trước là chủ chào bán với giá là tới 2 tỷ rưỡi đó, nhưng mà bây giờ chủ đang rất là kẹt tiền, một phần là muốn trả cho ngân hàng một số nợ trong ngân hàng do làm ăn khó khăn, và một phần nữa là lo cho con cái đi học nha quý anh chị. Chị chủ thì đang có con đi học đại học trong Sài Gòn cho nên bây giờ muốn bán để có vốn lo cho con đó, cho nên là muốn bán căn nhà này. Căn nhà này thì một trệt một lửng, 4 phòng ngủ luôn nha quý anh chị, nội thất cơ bản đầy đủ, diện tích thực tế là 87m², được công nhận trên sổ 87m², diện tích sau quy hoạch mở rộng đường là còn 60,5m², nhưng mà đơn giá chỉ có 1 tỷ 990 triệu thôi đó. Đi bộ đi biển thì mình đi khoảng 1,5 km thôi, rất là gần luôn đó. Chỗ này là khu vực đường này là đường Võ Thị Sáu nè, ở đây thì có trường trung học Võ Thị Sáu, trường trung học phổ thông Lê Thánh Tôn, trường tiểu học Võ Thị Sáu. Ở đây thì gần trường gần chợ, chỗ này là khu vực chợ Bình Tân nha quý anh chị. Khu vực này người ta bán đồ rất nhiều không, chỗ này là chợ Bình Tân nè đó. Dưới kia có bệnh viện tâm trí rồi. Không có quay chỗ này nhiều nữa, bây giờ em sẽ chạy xe từ vị trí của khu vực này em quay vô tới căn nhà cho quý anh chị mình cùng xem nha. Rồi bây giờ thì em sẽ di chuyển từ cái vị trí này nha, đi qua tới căn nhà cho quý anh chị mình cùng xem ha. Đây, chỗ này là khu vực chợ Bình Tân ha, hay còn có cái tên khác nữa là chợ Phước Thái đó. Buổi chiều nè, kinh doanh buôn bán hai bên đường rất là đông vui, là sầm uất luôn quý anh chị. Khu vực này thì em thấy là không có thiếu một cái món gì luôn, đặc biệt ở đây là còn gần hai cái chợ hải sản lớn của Nha Trang nữa là chợ Bình Tân. Thì cái chợ em vừa mới quay đó, đó là chợ hải sản lớn nhất nhì Nha Trang, bởi vì ở đây nó gần cảng cá nha quý anh chị, gần hai cái cảng cá lớn. Đầu tiên là chợ cảng đầu tiên là cái cảng Vĩnh Trường, thì cách đây là khoảng 1 km thôi là cảng Vĩnh Trường cũng như là chợ hải sản Vĩnh Trường đó. Ở đây thì quý anh chị muốn đi chợ Vĩnh Trường cũng được, mà chợ Bình Tân cũng được. Bình Tân thì gần hơn, mà Vĩnh Trường thì mình đi từ cái nhà thì mình đi tới chợ Vĩnh Trường mình đi khoảng đâu 800m thôi
đó, vừa gần cảng cá nữa, rất là tiện luôn đó. Thì em quay chỗ này cho quý anh chị, đầu đường vô cái đường của mình á là cái đường này là đường Phước Long, cũng là khu vực tiện ích rất là nhiều luôn quý anh chị, nhìn thấy không, ở trên kia có tòa nhà răng nát rất là nổi tiếng cả đó. Đường này là đường Phước Long, quý anh chị đi thẳng đường này luôn, cũng thông ra tới đường Giả Tượng để đi ra biển nha quý anh chị đó. Và bây giờ nhà mình sẽ đi vô trong con hệ con đường này nha quý anh chị. Đây là con đường Đông Phước, đi hết con đường này cũng thông ra tới đường Võ Thị Sáu quý anh chị, để đi xuống khu vực cảng cá Vĩnh Tường á đó. Bây giờ thì em sẽ quay, do bây giờ là lúc buổi chiều cho nên là cái lưu lượng xe qua lại khá là đông quý anh chị. Trước là có cửa hàng nè, xăm nè đó. Mình sẽ vô trong con hẻm này, con đường này ha, con đường này là con đường Đông Phước đó. Đường này là một con đường ô tô ha, đi thẳng hết đường này là mình sẽ giao với con đường Võ Thị Sáu. Thì từ đường Võ Thị Sáu nó cũng sẽ giao với con, nó sẽ có cái nút giao với con đường Tô Hiệu để kết nối ra biển luôn. Nói chung ở đây rất là nhiều hướng để mình thông ra biển ha. Đó thì căn nhà mình á là một căn nhà gác lửng nha quý anh chị. Thì điểm khuyết của nó là hẻm xe máy thôi, mà đơn giá thì nó thì rẻ nha quý anh chị, chưa tới 2 tỷ để giảm giá cho quý anh chị. Ở đây quý anh chị mà có ô tô thì mình có thể, ở ngoài đây có bãi đậu xe ô tô nè, quý anh chị có thể đăng ký mình gửi xe ở ngoài đây ha. Tí em sẽ quay cái bãi gửi xe đó cho quý anh chị xem. Bây giờ thì em sẽ chạy xe vô trong cái nhà, em quay tổng quan chi tiết cái nhà trước cho quý anh chị xem ha, để quý anh chị đánh giá như thế nào, là coi thử như là cái nhà này thì nó có xứng đáng với cái giá là 2 tỷ hay không đó. Thì mình sẽ vô trong con đường này nha. Đường này thì hiện tại nó rộng khoảng 2,5 m à, 2,5 m, 2,6 m, 2,7 m gì đó. Nhưng mà chắc chắn là ô tô vô không được cái đường này đâu. Mà nếu ô tô vào được thì chắc mấy chiếc xe nhỏ 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 à, cái xe mà gọi là mình cũng khó vô không quý anh chị. Cái đoạn đầu thì nó hơi hẹp cho nên là ô tô vào chắc không được đâu. Để quay tổng quan đó, thì căn nhà mình ở trong này nha. Đó thì em đã đến khu vực căn nhà rồi nha quý anh chị. Thì cái đường hồi nãy em vào là ở đường đó đó, đi thẳng ra ra đường chính Đông Phước là khoảng 70 m thôi, mà mình ra đường Phước Long là mình đi khoảng là 300 m thôi quý anh chị. Và ra tới chợ, qua tới chợ Bình Tân là 600 m, ra biển là 1,5 cây, ra ngay chỗ bãi tắm công viên thanh niên luôn quý anh chị, ngay bãi tắm lớn nhất nhì Nha Trang luôn á đó. Thì ở đây thì đi bộ ra, đi buổi sáng mình rảnh rảnh mình có thể chạy bộ ra biển cũng được á quý anh chị, nếu quý anh chị có yêu thích tập thể dục, thích bộ môn chạy bộ. Còn không thì mình đi xe máy ra cũng gần lắm quý anh chị, 2-3 phút. Ở Nha Trang thì 2 km thì đi rất là nhanh, bởi vì lưu lượng xe không bằng những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội đâu. Ở nay 2 km đi rất là nhanh quý anh chị. Đó thì nhà mình là một căn góc hai mặt tiền đường nha quý anh chị. Đó thì đầu tiên phía trước nhà mình lại là một con đường bê tông rộng khoảng gần 3 m thôi quý anh chị. Đó, bên hông thì mình vẫn còn một con đường nữa nha, con đường đi theo cái nhà mình luôn. Thì khu vực này là khu vực dân cư đông mà, ở sát ranh trung tâm thành phố, vô trong đây vẫn còn mấy hộ dân nữa nè. Thì nhà mình đây sẽ xây trên cái diện tích đất là 87 m² nha quý anh chị. Ở đây thì đất đây là đất đô thị thuộc phường Phước Long, cho nên đất ở đây là đất đô thị nha quý anh chị. Đó, và cái nhà mình á thì hiện tại á thì trên sổ đang thể hiện hai con đường quy hoạch luôn. Thì đầu tiên phía trước đây sẽ là một con đường quy hoạch mở rộng 19 m. 19 m á, là nó lấn vô cái nhà mình, nó là cái phần sân nha quý anh chị. Tức là cái nhà mình đã chừa cái phần sân ra là xây thuộc vô rồi. Là cái phần trước là phần sân là thuộc quy hoạch mở rộng đường. Và cái đường đó thì nó ăn vô qua bên đây nhiều hơn nè. Cho nên là bên này là nhà hàng xóm người ta để không. Cái nhà này là nhà cũ nè, nhà này người ta không sử dụng nữa, cho nên là cái phần này là thuộc quy hoạch đường nè. Quý anh chị dễ dàng nhìn thấy là cái khu vực mà nó thuộc quy hoạch đường 17-9 m đó là nhà người ta không có xây nhiều ha. Ở chỗ kia chắc cái nhà kia dính đường rồi nè. Đó, quay cho quý chị xem nè, người ta thụt vô ta xây nhà hết à. Cái đường nãy mình vô là cái đường này nha quý anh chị. Đó, đường này. Đó, thì cái này thuộc quy hoạch đường mở 19 m qua. Nhưng mà nhà mình thì không có bị dính vô nhà ha. Tức là nhà mình sâu quy hoạch là thành mặt tiền đường 19 m, thông ra biển thì rất là giá trị ha quý anh chị. Mình ở nhưng mà sau này mà làm đường phát là nhà mình nó lại tăng giá, vô tình nó lại tăng giá cho chính căn nhà của mình luôn. Lúc đó mình có nhu cầu mình bán lại cũng được giá, hoặc là mình có thể kinh doanh buôn bán, lúc đó là rất ok luôn ha. Đó, thì nhà mình là công năng là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 2 vệ sinh nha quý anh chị, 1 phòng thờ,
một sân để xe máy rất là rộng luôn. Nhà mình thì nâng nền lên khá là cao. Ở đây thì chắc là không bị ngập nước đâu nha quý anh chị. Ở đây thì chắc không bị ngập nước đâu. Nhà mình xây dựng rất là chắc chắn, kiên cố ha. Có gác lửng. Ở phía trước là có cổng sắt đồ chắc chắn, tường bao xung quanh ok ha. Ở thì phía trước đây là một cái khu vực sân để xe máy nè. Chủ cũng ốp gạch men. Nhật men bốn kính, nó nhìn rất đẹp ha. Cái loại này là dạng men, này là men giả gỗ nè. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Có mấy cái móc treo đồ ha. Cửa này là cửa để kiểm tra rồi, cửa thì cửa gì? Cửa sắt. Sắt nha quý anh chị. Sắt là rất là chắc chắn nha quý anh chị, chắc chắn hơn là cửa nhôm chiếc phe. Đó thì theo như chú chủ chia sẻ thì nội thất trong nhà, mà những cái nội thất ở trong video này á, là nếu quý anh chị mình mà thích thì chủ sẽ để lại, còn cái gì mà chú mà người không mình không có thích, mình muốn mua mới thì chú sẽ mang đi nha. Thì đó là cái vấn đề thương lượng nha quý anh chị. Đó, phòng khách thì em thấy cũng rất là rộng nè. Rộng, có bộ ghế. Ở đây có bị ngập nước gì không chú? Dạ, ở đây là cao réo á. Dạ, dạ. Dạ. Vậy là nó không vô nhà được. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Ở nhà mình hai mặt tiền cho nên mở được cái cửa sổ nhìn rất là thoáng luôn. Dạ, mở đường lớn thì nhà mình là giá trị nữa. Có tủ, có mấy bình chân rượu. Đó, nhà mình có gác lửng, trên đóng trần thật cao rất là đẹp luôn. Ở dưới tầng trệt thì mình sẽ có hai cái phòng ngủ. Rất tiện lợi nhà anh chị mà mình ngại leo cầu thang thì nhà này rất là tiện ha. Dưới trệt hai phòng ngủ, hai phòng ngủ này cũng tương đối là rộng rãi thoải mái. Đó. Giường thì giường bình thường thôi quý anh chị, chắc cái giường này cũng lâu rồi, mấy chục năm rồi. Cửa này sử dụng cửa sắt luôn. Đó, cửa sắt rất là chắc chắn ha. Đó, đường luồng bên cạnh thì cũng thụt vô cũng khá là rộng quý anh chị, rộng hơn chắc cỡ 1m2 á. Ốp gạch cũng cao quý anh chị ha. Ốp gạch cao này cũng cỡ là hơn 1,5m á. Còn đây là khu vực cầu thang đi lên. Xây đơn giản thôi quý anh chị, cầu thang đi lên nè. Giống như cầu thang đóng hộp cho trong giữa ha. Ngang qua khoảng đóng đá hết về. Yeah. Ngang này chắc cỡ 1m rồi chú ha. 1m2. Dạ, không dạ, chắc lọt lòng 1m. Đây chú cũng để mấy cái kệ để mấy cái đồ nè. Có cái gương này. Đó. Đây cũng có một cái khoảng không. Nó rộng ha. Dưới đây mình sẽ có thêm một cái phòng ngủ nữa nha. À, mấy cái ô trang trí thôi. Trang trí cái đất mà những cái đất dư này cũng là đất của mình, nhưng sao sửa nó rộng ra thêm. Dạ dạ dạ, đúng rồi. Rồi đây là phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ thứ hai này thì chưa có gì hết, chỉ mới để phòng trống thôi. Đó là cho phòng nó dọn đồ đi hết. À dạ. À vậy là mới dọn đi nha quý anh chị, dọn đi để bán nè. Nhà mình thì trần hơi thấp ha, nhưng mà không sao, không phải cũng được, không sao. Chỗ này có cái khu vực này để đồ nè. Trần này cao chắc cỡ 2m mấy, 2m3, 2m rưỡi. 2m4, dạ. Ngoài đây thì có cái... À, cái phòng này thì giống như phòng master, có nhà vệ sinh bên trong. Đó, toilet nè. Dạ. Phòng này có vòi sen, nhà mình có bình nước nóng chú. Hả? Nhà mình có bình nước nóng không? Có cái đường dây hệ thống bình nước nóng mà con nó tháo. À tháo rồi. À vậy là khách mua về thì chịu khó mua bộ mới ha. À, bộ mới, còn dưới này thì có bình nước nóng này. À dạ, dưới đây thì có bình nước nóng. Đây là khu vực phòng bếp ha, bếp rất là rộng luôn. Đó. Nhà vệ sinh. Đó, đây có bình nước nóng. Nước nóng này. Phòng này rộng. Bếp thì cũng đơn giản thôi nha quý anh chị. Đó, nhưng mà nhà này thì đơn giá tốt, chỉ có 1.990.000.000 thôi nha. Cửa sổ khung sắt khá là chắc chắn không?
Ủa thì căn nhà mình thì sâu quy hoạch, còn có phía sau nó có một cái đường qua 3,5 mét nữa chứ. Để chắc là nó ăn tới chỗ cái nhà vệ sinh. Thẳng ra phía sau. À cái vậy. Đó là đường cổ, sau này nó mở đường sau này mới đường lớn nhất nè. À. Dạ, nhưng mà cái đường 3,5 mét thì chắc khó làm lắm, nó nhỏ quá mà. Người ta làm chủ yếu là làm mấy cái đường lớn thôi. Đâu, cái đường sau đây là đường lớn nhất nè. À. À, còn đường sau này là có bồn ho chính giữa luôn rồi, như đường Đồng Phú mình vậy. À. À, rộng 20 mấy mét lận mà. À, vậy là nó gần cái nhà mình. Dễ có mà. Dạ, nó gần nhà mình, dạ. À, là cặp vô luôn. À, cặp vô luôn. À, sợ bị mặt đường dính. Dạ, không sao, mình dính vô con đường đó thì mình lại mặt tiền đường lớn là ngon nữa. Nói chung là giờ nhà hiện tại là một mặt tiền đó, cho mình may mai là đây sau này mặt tiền. Cái này cũng mặt tiền luôn, đây cũng đường luôn. Là ba mặt tiền đúng không? Lúc đó là nhà mình lại đẹp nữa, sâu quy hoạch còn 60,5 mét vuông. Rồi, con cảm ơn chú nha. Dạ, dạ. Dạ. À, bây giờ em quay xong rồi. Em sẽ quay sổ sách giấy tờ cho quý chị xem rồi. Em sẽ quay cái như ta, cái đường đi ra biển. Em quay đi lên trên cầu thang ở nhà quý anh chị, nãy quên quay cầu thang. Bây giờ lên trên khu vực cái lửng phía trên ha. Đây là khu vực cái lửng phía trên. Đó thì trên đây mình sẽ có một cái phòng thờ. Phòng thờ nhìn xuống dưới khu vực phòng khách phía dưới ha quý anh chị. Phòng thờ mình đây rất là rộng luôn. Rồi thì trên này mình sẽ có là một cái phòng ngủ nữa nha quý anh chị. Thì nhà mình tổng cộng là 3 phòng ngủ đó, có máy lạnh nha, đó có máy lạnh nè. Thì trên này cũng chưa có gì đâu, mới có cái nệm nè, nệm đơn giản thôi, có mấy cái miếng dán tường. Mình không thích thì mình về mình lột ra, mình sơn lại thôi. Cửa thì cửa sắt, em thấy cũng rất là chắc chắn thôi quý chị. Cái này thì về sửa, chỉ cần sơn sửa lại sơn. Dạ. Cửa khung sắt rất là chắc chắn luôn, hai lớp. Phía sau đây có một cái phòng riêng để mình làm, cái phòng này làm phòng ngủ. À, đây là phòng ngủ thứ tư, tổng cộng nhà mình 4 cái phòng ngủ. Phòng ngủ này thì cũng chưa có gì hết nha nha quý chị, do gia đình dọn đi rồi, để bán á cho nên là dọn đi hết rồi. Phòng này cũng chưa có máy lạnh đâu. Rồi. Cửa. Rồi. Tổng quan nó là như vậy. Quay phía trước thêm xíu nữa này. Mình nhìn thấy phòng xuống khách này. Đó, đó. Tạm biệt căn nhà nha. Bây giờ em sẽ quay từ vị trí của nhà mình, em quay ra biển luôn cho quý anh chị xem. Đó, hình dung dễ luôn là cái nhà mình nó cách biển bao xa ha. Đó. Đây, cái nhà mình đây lại, quay đường lại cho quý anh chị xem ha. Đó, một căn nhà gần biển, gần trung tâm. Đó, công năng sử dụng thì cũng rất là đầy đủ ha. 4 phòng ngủ mà giá chưa tới 2 tỷ, và giá này thì đã bao gồm bao chủ họ sẽ bao hết thuế phí các thứ cho quý chị luôn nha. Nội thất thì mình có thể thương lượng để chủ để lại. Chủ nói là họ cũng dễ chịu lắm, cô chú cũng dễ chịu. Cho nên là muốn là con của chị chủ là cũng đang rất là kẹt, con của cô chú chủ chứ là đang rất là kẹt, cho nên là quyết định là bán đi căn nhà tâm huyết của mình ha. Thì hiện tại thì bố mẹ của chị là đang giữ nhà, nãy cô chú nãy là đang giữ nhà. Cô chú có chia sẻ là cái vấn đề mà nội thất thì quý anh chị mà nếu mình không chê thì cô chú sẽ để lại nội thất cho mình đó. Còn không mà quý anh chị mà muốn mua mới thì quý anh chị có thể thì lúc đó chủ họ sẽ mang đi. Thì vấn đề đó là mình thương lượng thôi nha quý anh chị. Thì ra đây là đường
Phước Long rồi nha quý anh chị, đây là đường Phước Long rồi. Ở trục đường kinh doanh buôn bán rất là sầm uất của phố Nha Trang ha. Đây kinh doanh rất là sầm uất luôn. Khu vực phường Phước Long thì em thấy giá đất mà nếu mà so với khu vực trung tâm Trần Phú, khu vực trung tâm mà ngay cũ gần quảng trường thì nó giá nó vẫn rẻ hơn rất là nhiều quá quý chị. Khu vực này cũng gọi là như là một trong những cái khu vực trung tâm mới của thành phố ha. Trung tâm ở trong khu vực quanh quảng trường thì không nói làm gì, khu vực đó thì khu phố Tây giá cao rồi. Ở đó thì không phải ai cũng mua được. Còn ở khu vực này thì nó lợi thế, ở khu vực này đó là trường học bao quanh, gần trường, gần cảng cá, gần chợ. Ở trong trung tâm đôi khi tiện ích không bằng ở đây quý anh chị. Em vừa mới đi qua cái trường cấp 3 mà quên quay cho quý anh chị đó. À, chỗ này có trường Phạm Văn Đồng. Đó, đối diện cái trường Phạm Văn Đồng là trường Lê Thánh Tôn mà em mới đi qua đường đó rồi. Đi qua mất rồi. Đó, đi thẳng cái đường này. Hồi nãy là anh đi từ chợ qua, bây giờ em sẽ đi thẳng cái đường tắt để ra biển cho nó nhanh. Cho nên là em không có đi qua cái chỗ chợ. Đó là mình sẽ đi thẳng cái đường này. Đó thì ở đây thì nó gần cái Học viện Hải quân nữa nè quý chị. Đó, chỗ này là khu vực Học viện Hải quân nè. Ở đây cũng gần cảng biển, gần cái cảng du lịch Vinpearl nữa quý chị. Ở đây là vô trong đây là khu đại học Học viện Hải quân. Còn mình đi thẳng đường này là mình ra đường Giả Tượng ha. Ra đường Giả Tượng là mình sẽ ra tới biển luôn nha. Rồi ra tới đây là đường Giả Tượng nè quý anh chị. Đó, hướng này hồi nãy mình đi hướng ngược lại là về tới chợ. Đó. Hướng này là mình cũng đơn giản là cũng đã nhìn thấy trục đường biển rồi đó. Còn trục đường kinh doanh ở đây nha quý chị, ngân hàng đầy đủ, không thiếu một cái gì trên cái trục đường này luôn. Cái trạm xăng nè, xăng dầu quậy chữ Giả Tượng. Nhà mình mà tương lai quý chị mình không muốn ở thì mình cũng có thể cho thuê lại ha. Giá thuê thì rơi vào khoảng 4-5 triệu một tháng ha, 4-5-6 triệu, chắc cũng cỡ 6-7 triệu. Còn tương lai mình không muốn ở, mình đập đi, mình xây cái tòa căn hộ dịch vụ mình cho thuê cũng được, hoặc mình xây nhà trọ cũng được, hoặc làm cái kho hàng để mình kinh doanh online cũng được. Ra đường biển ở đây quý chị. Đó, chỗ này là mình sẽ có ra tới bãi tắm biển luôn. Chỗ này có cái công viên thế này. Những cô chú mà muốn đi tập thể dục thì có thể ra công viên này đi bộ tập thể dục nè. Còn không thì mình xuống tắm biển là bên cạnh luôn. Có bãi tắm biển lớn luôn. Đó, quý chị đánh giá sao ạ? Thấy căn nhà này phù hợp với cái giá 2 tỷ không? Thì có thể bình luận phía dưới phòng mô tả này ha. Hoặc là quý chị mình cảm thấy căn nhà này phù hợp với mức tài chính của mình, phù hợp với nhu cầu của mình thì alo cho em nha, em dẫn đi xem thực tế nha. Đó, phía trước quý anh chị đây là cái công viên thanh niên nè quý anh chị. Đó, ngày xưa là gọi là sân bóng thanh niên á, nhưng bây giờ là đó. Thì chỗ này là mình có thể đậu xe, chỗ này là có một cái chỗ bãi đậu xe nè, quý anh chị muốn đậu xe trong đây người ta giữ xe trong được cũng được nè. Chỗ này là gọi là khu vực mà hay tổ chức các hội chợ của Nha Trang á, hội chợ triển lãm Nha Trang á là hay tổ chức ở chỗ này. Đó, xuống kia là mình tắm biển ha, đậu xe trên đây. Cái này có công viên thì mình có thể đậu xe đây mình tập thể dục nè. Em chạy vô cho quý chị xem coi mấy cái cô chú hay ra tập thể dục. Chỗ này là vòng xoay với đường Hoàng Diệu này. À, thấy chưa quý chị thấy không? Công viên thanh niên này rất là rộng luôn. Đó, mấy bạn trẻ hay đi hẹn hò ra đây ngồi nè. Đó, còn bên đây là khu vực công viên. Nha Trang thì nổi tiếng có cái công viên đường bờ biển dài nhất Việt Nam ha. Đó, chỗ này có bán đồ ăn vặt cho mấy anh chị xuống biển chơi, xuống này tắm. Ở chỗ này có quán cà phê view biển ngồi ngắm biển cũng được nè. Đó, công viên chỗ này đậu xe này nè quý anh chị. Đó, đậu xe xong xuống thì mình tắm biển ha. Ở ngoài kia cũng có chỗ để mình ngồi nè, thuê mấy cái ghế nằm á để mình ngồi mình ngắm biển ha. Đó, đứng này nhìn thấy biển Vinpearl nha, Vinpearl cáp treo Vinpearl.
Đó, đứng đây nhìn thấy mấy cái tòa nhà cao ốc thương mại ha, tàu căn hộ khu vực biển Nha Trang ha. Đó. Có mấy học sinh bây giờ đi học xong mới ra đây ngồi ngắm biển nè. Đó, ngày xưa em đi học em cũng hay ra đây ngắm biển lắm nè. Đó, đứng đây nhìn thấy đường biển Lộc Phú. Những cái tòa khách sạn rất là nổi tiếng của Nha Trang ha. Ở Nha Trang mà tỷ lệ những cái tòa nhà cao tầng á nó còn cao hơn cả Đà Nẵng nha quý anh chị. Rồi, quý anh chị quan tâm thì alo cho em nha. Mình thấy phù hợp thì mình alo em. Rồi bây giờ em sẽ quay sổ sách giấy tờ cho quý chị xem ha. Đó, thì bây giờ em sẽ quay cái sổ nhà mình cho quý anh chị xem nha. Đây là cái sơ đồ đất của nhà mình nè. Đó, thì nó sẽ thể hiện tới hai con đường quy hoạch nè quý anh chị. Hai con đường quy hoạch nha. Thì bên đây là cái địa chỉ nha quý anh chị. Thửa đất là 106, tờ bản đồ là 72. Địa chỉ là 12,3, đường Đông Phước, phường Phước Long, thành phố Nha Trang nè. Diện tích là 87m2 nè. Đó. 87m2, đất ở tại đô thị. Đó, đất ở lâu dài. Đó, thì bên đây nó ghi nợ tiền sử dụng đất là lúc trước là chuyển thổ cư đó quý anh chị. Lên đất ở nhưng mà đã trả hết rồi nha quý anh chị, cho nên quý anh chị yên tâm nha. Bên phần phụ lục là bên phần chỉnh lý này có ghi nè, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo giấy nộp tiền nè vào ngân sách nhà nước nè vào ngày 13 tháng 8 2019. Rồi quý anh chị yên tâm phần này nha. Giờ quan trọng là bên tầng quy hoạch này quý anh chị cần phải xem rõ nè. Đó, thì khi nãy em quay em có nói lộn một xíu, có nghĩa là cái đường chính ở trên này là quý anh chị lúc em chạy vô á, mặt tiền ngay chỗ cái sân nè, là cái đường này là đường quy hoạch mở rộng là 3,5m, tức là cái đường này là chỉ quy hoạch mở rộng 3,5m, tức là nó chỉ dính vô cái sân trước ngay chỗ cái sân để xe máy quý anh chị. Thì cái phần sân đó là thuộc quy hoạch mở rộng cái đường ha, nhưng mà cái đường nó là chỉ rộng có 3,5m thôi đó. Còn cái phía sau nhà mình đây á, là có một con đường nữa, là con đường đó là con đường quy hoạch 19m, 13 đến 19m, có nghĩa là người ta có thể mở từ 13 đến 19m. Lúc đó thì nếu mà cái đường này ta mở thì nhà mình ra mặt tiền đường lớn ha. Phía trước này một đường nữa thì thành ra là tới 3 mặt đường. Hiện tại là đang có một con đường nhỏ bên đây nữa nè, thành 3 mặt đường luôn. Giá trị đất sẽ tăng rất là nhiều ha. À, lúc đó mình vừa ở xong biết đâu lúc đó là mình chán mình bán lại vẫn có lời á. Nhưng mà cái phần quy hoạch thì chắc lâu lắm ta mới làm quý anh chị ạ. Đó. Thì cái phần sau này á, thì tức là cái phần này là nó dính cái bếp này quý anh chị. Tức là cái bếp, em nghĩ cái bếp chắc bay gần hết cái bếp luôn. Cái bếp lúc em quay quý anh chị chắc là bay gần hết cái bếp luôn. Là sau quy hoạch á, là còn đây để em có cái bản check quy hoạch quý anh chị. Đó, bản check quy hoạch quý anh chị thấy không? Nè, cái đường 13 đến 19 mét là dính cái bếp nè. Đó. Là sau quy hoạch là mình xem cái quy hoạch đây nè quý anh chị. À, đây, 222 đây. Thì trong đó sẽ có 23m2 là thuộc đất quy hoạch giao thông phải thu hồi. Thì sau quy hoạch là còn 60,5 nha quý anh chị, 60,5m2 là đất thuộc quy hoạch khu vực khuyến khích cải tạo nè. Là thuộc quy hoạch đất ở đô thị nè quý anh chị, đây nè, đất ở đô thị nè. Đó, đây là bản check quy hoạch ngày 8 tháng 8 2023. Rồi. Đây là tổng quan về cái pháp lý ha. Rồi quý anh chị thấy phù hợp mức tài chính của mình và mình muốn mua căn này thì alo em nha, em dẫn đi xem thực tế rồi mình có thể thương lượng trực tiếp với bên phía chủ nhà luôn nha.